Xin kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang, nên trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ Điện Biên, Lai Châu trở sang cho tới Hà Giang, Cao Bằng đều có mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên vào ban ngày thì vùng hội tụ gió lại suy yếu dần. Vì thế mà Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, nắng cũng yếu đi và nhiệt độ giảm nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay ở khu vực vùng núi hạ xuống còn từ 29 đến 32 độ. Còn khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố còn lại của Bắc Bộ thì nhiệt độ cũng giảm còn 33-34 độ. Ở miền Trung, thời tiết trong ngày thứ Bảy cuối tuần cũng chưa có nhiều biến động đáng kể. Trong ngày trời có nắng từ sớm, nhiệt độ trưa chiều ở tất cả các tỉnh, thành phố miền Trung đều duy trì ở mức từ 32 cho đến 34 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình nhiệt độ có nơi cao trên 35 độ. Đáng lưu ý về chiều và tối do ảnh hưởng của hoạt động rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 đến 14 độ Vĩ Bắc đi ngang qua khu vực các tỉnh từ Bình Định trở vào cho tới Bình Thuận, nên khu vực này sẽ có mưa rải rác, cục bộ có nơi có mưa rông, cần phải đề phòng với tình trạng lốc xoáy và gió giật. Nằm ở phía nam của rãnh áp thấp này lại thêm tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động, nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều nay cũng sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa dông cần đề phòng với dông sét và gió giật mạnh. Do thời gian mưa tập trung về chiều và tối, còn từ sáng đến trưa, ở cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời đều nhiều mây, nắng gián đoạn, với mức nhiệt cao nhất ngày từ 28 đến 31 độ ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và từ 32 đến 33 độ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ. Trên biển, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, trời ít mưa, gió yếu, sóng nhẹ. Còn đối với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, do chịu ảnh hưởng bởi gió Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh dần, nên mưa rông sẽ gia tăng trở lại. Kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm, tàu thuyền cần hết sức đề phòng.